hút khờ thấy gì khờ khờ ghi đường trái ha. Cần cổ mẹ ai ai hít cây gì nói chết vậy. Nào động lực hả? Ừ, này chụp gì tốt rồi, hồi gắng chụp nữa. Sao là không có lưới luôn anh? Ừ ừ, nói dữ lời nha. Dễ hả? Dễ quá. Dễ quá. Rồi sao chẳng sao sao? Sao cũng có chắc có chụp nè. Chụp mà. Rồi ok, chốt nha. Trên. Được, vẽ đồ dữ ha, xúc ra ngoài ba. Trời ơi, vậy mà không ghi được cái nào luôn. Còn chiều nữa mình đá chiều. Chiều gỡ lại ha. Đúng rồi, chiều phải ghi bàn. Ok. Gì? Ba bàn anh em. Ba bàn hả? Ghi được ba trái luôn. Đồ dữ vậy, thấy này vậy mà ghi dữ vậy ta. Chiều ghi mấy trái? Chiều biết anh em ơi. Chiều biết hả? Ba không trái nữa hả? Chục luôn cho chẳng. Nghe anh em, này uống nước quá trời luôn, nãy quá trời cái banh xúc nguyên vô mặt luôn, sao không? Sưng mỏ luôn hả? Chết rồi. Chiều cũng trái gì nữa là vô luôn. Im luôn, ỉ đá luôn, ra xin luôn. Họ nói chứ nhờ con nẹ thôi, vô trái đó anh em. Ừ, trái nãy sao, trái nãy sao? Đơn giản thôi. Đơn giản hả? Đá bài hả? Flashback. Đây là Hưng Thịnh sẽ giải quyết nỗi buồn cho nói chung là tem bạn. Trời ơi, một siêu phẩm khá là đẳng cấp đến từ vị trí của Hưng Thịnh luôn nha anh em ơi. Nãy trái sổ hán rồi sao? Đẹp quá trời, về đăng top ha. Mà nãy anh quay đâu dính đâu. Thôi gán ra vòng sau đá ao ao lay luôn. Thịnh hôm nay đá cháy quá. Dạ gỡ bảo mắm nhìn nhau đó. Dễ ngồi kề bên luôn. Anh có mệt không? Anh có mệt không? Anh khỏe không? Trời ơi, anh cảm quá. Có thầy nè, chuẩn bị đá nè. Chuẩn bị đá nè mọi người nghe, đội 2 như là đã vào bán kết rồi. Bây giờ đội 1 chỉ cần một trận. Không, đội 2 giờ vô chung kết luôn rồi. Giờ là cần đội 1 nè. Chuẩn bị gặp này rồi xong gặp thêm một thằng dữ nữa. Ừ. Ủa trời ơi. Dữ đó. Thì đây là cái trận thứ 2 đó, đội tôi nói chung là comeback cái giải lần này nha anh em đó. Thì đội 2 của tôi anh em ơi là đã đánh bại được cái đội áo trắng quần đỏ này nha anh em. Thì bây giờ là còn đội 1, nếu mà đội 1 mà thua anh em ơi là đi về nha anh em. Còn đội đỏ này anh em mà thắng anh em ơi là sẽ đi vô vòng trong đó. Nói chung là bây giờ là đây giống như là cái trận mà ai mà thua là đi về vậy đó anh em ơi, giống như là đi đá giải mà đóng được 2 triệu gửi tiền giải anh em đó, đá đúng 2 trận đi về, nên là không có ai mà muốn cái chuyện đó xảy ra hết trơn anh em ơi. Nên là cái trận này là ai cũng nói chung là cố gắng hết sức để mà có vé đi vô vòng trong tiếp tục nha anh em ơi. Đó thì cái đội này rất chi là mạnh luôn nha anh em ơi, nói chung là gom cầu Sài Gòn, nói chung là Việt Nam gì tùm lum tà lá hết trơn anh em ơi. Đó nên là anh em cứ coi hết cái trận này sẽ như thế nào nha anh em đó. Và bây giờ là team tôi sẽ nhận được một cái trái đá phạt, nói chung là cũng gần như giống như penalty rồi đó anh em. Xúc nhưng mà không vô anh em ơi, thủ môn áo vàng nó chụp căng quá anh em ơi, nó chụp khó vô quá. Bây giờ đây là Văn Di dễ qua nhưng mà không được anh em ơi, quá chớn rồi, không thôi là Văn Di xúc chân trái anh em, khá là tiếc luôn. Thì bây giờ đây là Quý Thanh anh em ơi. Đó, rồi Quý Thanh sẽ quyết định là chuyền về nha anh em ơi. Đó, không được anh em. Đó. Thì anh em cứ đi đá giải đi anh em ơi. Anh em cứ tập đá theo tem của mình từ từ là sẽ nói chung là sẽ quen nha anh em. Đó. Thì anh em nào mà nói chung là chán game, nghỉ game Free Fire anh em ơi. Đó mà không có tiền mà đóng tiền học như thế nào đó thì anh em cứ kết bạn Zalo của tôi nha anh em, 0868993909 nha anh em, để mà thanh lý hạt cho tôi nha. Còn anh em nào mà nói chung là ghiền game quá anh em, đó nói chung là muốn chơi game lại anh em mà muốn có ạc VIP nhưng mà rẻ anh em, thì anh em cứ tìm Facebook của tôi nha anh em ơi. Đó, ở dưới phần bình luận nha, thì tôi có để đó cho anh em, để cho anh em kiếm tôi nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha anh em. Tôi hay up ạc ở trên tin Facebook của anh em. Rồi bây giờ là tem bạn phản công anh em ơi. Đây là Chí Trọng anh em ơi. Quyết định là xúc luôn nhưng mà không qua được Văn Di anh em ơi. Đó, bây giờ là banh nói chung là hai tem nào cũng nói chung là muốn chiến thắng chơi nha anh em ơi, nên là trôi của Gia Lâm anh em mới chưa, nó chụp quá trời chữ luôn anh em ơi. Đó thì cái trận này ai cũng muốn thắng hết là nên là cái trận này nó căng thẳng dữ lắm luôn nha anh em, nên là anh em cứ bình tĩnh nha. Đó thì ở bên kia anh em ơi, ở bên áo trắng quần đỏ anh em ơi thì có nói chung là Hoàng Huy Tấn nha anh em ơi, đá cho hết sân Nam. Còn số 13 ở bên cũng ở bên tem bạn luôn, là nói chung là U10 mấy Việt Nam cái gì đó anh em, tôi nghe mấy anh này kể anh em. Đó nó gom nói chung là toàn cầu khủng thôi không nha anh em ơi. Rồi bây giờ đây là cái trận quyết định của đội 1 nha anh em. Đội 1 mà thua là tàn canh xương gió lạnh đi về nha anh em ơi. Rồi, Tấn Phước bật tường cho. Trời ơi mà Minh Khang chút không vô anh em ơi. Cái xúc cái đó mà ngay chăng là vô rồi anh em. Rồi, thì bây giờ là Văn Di sẽ quyết định là chuyền quyết định là vẽ nhưng mà không được. Rồi bây giờ đây là Tấn Phước.
Bây giờ Tấn Phước sẽ làm như thế nào đây? Tấn Phước quyết định là truyền về cho Minh Khang. Còn bây giờ là đây là tiếp tục là tôi nhận được thêm một cái trái phạt nữa nha. Đây là chặn quý xúc. Nhưng mà Hữu Môn chụp được anh em ơi. Hữu Môn bên kia khá chỉ là hay luôn nha anh em. Đó. Bây giờ đây là Quý Thanh nhưng mà không được anh em ơi. Trọng tài hỏi một trái thêm một trái phạt nữa nha. Nếu đây mà 6 lỗi anh em ơi, hồi nãy giờ tôi đá nói chung là chấm 6 lỗi hơi bị nhiều luôn rồi đó anh em. Trời ơi Minh Khang. Trời ơi quá khứ anh em ơi. Còn bây giờ là Hoàng Huy Tấn nhưng mà không qua được, nói chung là chặn quý nha anh em. Rồi thì bây giờ đây là Minh Khang nhưng mà không được. Chẳng quý nói chung là nhận thêm một trái lỗi nữa anh em ơi. Bây giờ tem tôi sẽ xúc lỗi xúc nhưng mà không được anh em ơi. Nói chung là cái hàng rào đó xúc nói chung là khó vô lắm anh em. Đó thì anh em nào mà đi đá giải mà muốn nhận cúp anh em ơi là điều đầu tiên là phải có cầu xịn nha anh em. Nói chung là anh em vô anh em gặp mấy cầu Sài Gòn như thế này anh em ơi. Trời ơi anh nó vô đá anh em cứ hồi đi anh em ơi. Thì ở đây là Hoàng Huy Tấn nha anh em ơi. Hoàng Huy Tấn xúc lọt Hán Minh Khang và tỷ số là 1-0 nghiêng về cho nói chung là đội áo trắng quần đỏ nha anh em ơi. Đó super gì đó anh em ơi. Hình như là tôi nhớ gì đó anh em ơi. Thì bây giờ là tem bạn là có một trái sẵn trong tay rồi anh em ơi. Nên là tem bạn sẽ đá nói chung là kỹ lại nha anh em ơi. Đó với tư chất phòng thủ nha anh em. Rồi bây giờ đây là Quý Thanh. Đây là Quý Thanh nhưng mà không được anh em ơi. Thì bây giờ là Trần Quý. Bây giờ là Tấn Phước sẽ chuyền cho Gia Huy. Thì bây giờ là Gia Huy sẽ dẻo số 13 hay không? Nhưng mà không được. Thì bây giờ là tiếp tục. Rồi quá hay đến từ vị trí Gia Huy. Xúc. Trời ơi, cái thằng tiếng Anh này đậu xanh nó chơi cái kiểu này là không có được nha anh em ơi. Cái pha đó mà trúng vô cái giỏ của thằng Gia Huy một cái là tới số nha anh em ơi. Không biết hàng này nó có xích mít gì không mà tôi thấy nó đá như quýnh lộn vậy đó anh em ơi. Cái pha đó mà trúng Gia Huy một cái là trời ơi hơi bị nặng luôn anh em ơi. Cái đó là tiếng Anh nó đền hơi bị mệt nha anh em. Rồi, thì bây giờ là Quý Thanh, không được anh em ơi. Không được luôn. Khá là tiếc luôn em. Trời ơi cái trận này tôi nói thiệt chứ anh em mà nó gây cấn mà tôi ngồi ở ngoài nó khó chịu luôn anh em ơi. Giống như là tôi hụt chết vậy đó anh em. Trời ơi còn có mấy phút thôi mà thằng Minh Khang nó gỡ quà anh em. Thì một hồi anh em sẽ xem nha. Khá là hay luôn á anh em. Đó nói chung là đá cái giải này anh em ơi toàn là người quen không anh em ơi. Ở Cần Thơ này là nói chung là có nhiều đội mạnh là gom về đây đá hết trơn nha anh em. Đó. Rồi thì bây giờ là tiếp tục là tem bạn tiếp tục phản công tiếp nhưng mà không được. Cái pha này tôi chậm lại là không có trúng tay nha anh em. Đó trúng cái lưng của tem bạn nha. Xúc. Trời ơi mấy người ngồi ngoài ăn chế banh khá chi là đau đến từ vị trí của Gia Lâm luôn. Rồi bây giờ là đây là Quý Thanh chiền nhưng mà không được. Rồi thì bây giờ đây là Tấn Phước. Thì bây giờ Tấn Phước sẽ làm như thế nào đây? Tấn Phước quyết định là chuyền về cho Minh Khang. Bây giờ là Minh Khang sẽ chuyền về cho Gia Huy. Thì bây giờ là Gia Huy sẽ làm như thế nào đây? Quyết định là chuyền cho Minh Khang. Rồi Minh Khang sẽ làm như thế nào? Nhưng mà không được anh em ơi. Rồi bây giờ là trả về cho Gia Huy. Thì bây giờ sẽ Gia Huy sẽ làm như thế nào? Quyết định là chuyền cho Minh Khang. Hai thằng này đậu sánh nó chuyền quá chuyền lại hoài luôn anh em ơi. Đó, rồi bây giờ là Gia Huy nói chung là đánh lừa được tem bạn nhưng mà không qua được. Rồi bây giờ là 3-1 nhưng mà Tấn Phước thành công rồi anh em ơi. Rồi không được. Trời ơi hên quá anh em ơi. Cái trái đó mà vô một cái thôi là tàn canh xương với lạnh. Rồi thì bây giờ lấy đó. Trời ơi trời quá khứ đi anh em ơi. Cái trận này là tem bạn sẽ không cho tem tôi nói chung là ghi bàn nha anh em ơi. Nói chung là ghi bàn là thua đó anh em. Nên là phải rất là kỹ luôn nha anh em. Đó nên là anh em cứ xem nha. Thì bây giờ là đây là Gia Huy. Trời ơi Hữu Môn chụp một tay luôn anh em. Nãy giờ là tôi thấy thằng Hữu Môn nó bệnh là nó chụp quải cái trưởng thiệt chứ ông nội. Rồi bây giờ này đây là Quý Thanh sẽ làm như thế nào đây? Xúc. Trời ơi cái pha đó mà Quý Thanh giật gót cho thằng kia là ngon lành cành đào anh em. Đó rồi bây giờ đây là rồi Chí Trọng xúc. Không được, không qua được Gia Lâm anh em ơi. Đó Gia Lâm là với team tôi là mới vô địch U23 nha anh em ơi. Đây là cái giải thứ hai. Rồi bây giờ là Quý Thanh dễ qua được nhưng mà không được. Trời ơi trời cái pha đó mà trúng thằng Quý Thanh một cái chắc cái giòn Quý Thanh nó văng tới thành phố Mỹ luôn rồi anh em ơi. Rồi bây giờ là đây là Gia Huy. Gia Huy không được. Rồi bây giờ là tiếp tục tem mạng đánh nhưng mà không được luôn. Hồi nãy giờ là tem tôi nói chung là chưa có gỡ quà được nha anh em ơi. Đó bây giờ là chỉ còn mấy phút nữa thôi là hết giờ là đội 1 sẽ lội nha anh em. Thì bây giờ anh em nhìn một cái pha lật kèo của tem tôi sẽ như thế nào nha anh em. Rồi thì bây giờ là Quý Thanh không được. Rồi bây giờ là tiếp tục là Quý Thanh số 10. Rồi Quý Thanh dẻo không được, không qua được Hoàng Huy Tấn anh em ơi. Rồi bây giờ là Hoàng Huy Tấn nói chung là phản công. Rồi quyết định là không được anh em ơi. Đó nói chung là bây giờ là căng thẳng lắm anh em. Rồi bây giờ là Minh Khang trả lại 30k. Quá dữ đến từ vị trí của Minh Khang luôn anh em ơi. Rồi và tỷ số là 1-1 anh em ơi. Đó mới có 50% vô thôi, không vô thôi nha anh em. Bây giờ mà tem bạn mà xúc vô được một cái nữa thôi là xong luôn. Đó là đi về luôn nha anh em. Tại vì còn có mấy phút nữa thôi. Bây giờ là đây là Văn Di nè. Văn Di cứu chữa nè. Văn Di cứu chữa. Rồi xong luôn. Rồi tem bạn nản luôn anh em ơi. Hết có đường gỡ luôn anh em ơi. Đó. Rồi thì tỷ số là 2-1 rồi nha anh em. Thì bây giờ là tem bạn vô đá 5 nha anh em. Đá 5 nha. Đó thì vừa vô đá 5 thôi là Hữu Môn ăn một cái hẻ vàng nha anh em. Khá chi là đẹp luôn. Rồi bây giờ là xúc lên cho nhưng mà không được anh em. Rồi bây giờ đây là Chí Trọng. Chí Trọng quyết định là
rồi lấy banh nhưng mà không qua được Minh Khang em ơi. Thì bây giờ là Minh Khang sẽ làm như thế nào đây? Quyết định trời ơi cái pha đó mà chuyện cho Hồng Văn Duy là tới bài luôn rồi anh em. Rồi thì bây giờ là Chí Trọng sút không qua được, không qua được bên kia. Rồi thì bây giờ là Văn Duy rồi vô luôn anh em ơi, vô luôn rồi rồi Hoàng Nguyễn Tuấn rồi xong luôn. Văn Duy giải quyết nỗi buồn cho team bạn luôn nha anh em ơi, và kết thúc trận đấu luôn. Chết hụt sống dài trời, sống dài vô đây rồi có ghi được cái nào không? Trời ơi trời, ba lỏ không có người yêu rồi giết nó rút hết trơn đá nào nổi. Đây là 30k anh này, đây là thanh niên xỏ háng đây nha anh em. Đó ghi thiệt hai trái trời, cốp trứng gà ha, ngon đâu kỹ năng á, kỹ năng hả? Chết hụt sống dài ha, đá dành của hậu. Chết hụt chết hụt sống dài rồi dán sao chết thiệt nè. Nãy tưởng cái này chữ bê chữ bê hả? Ước quá trời, giò chỏ gì tùm lum hết trơn. Gán chụp nha, okay, chồng này gán nha. Chẳng này nhất định là anh gán nha anh em. Ok. Quý lỏ hết nổi. Hết nổi à, gì vậy? Không thầy cũng nói một trái banh hai cái mẹt kìa. Vô. Mày vô, mình cũng đá vô đầu la. Đợi nãy giờ là chơi hưởng thôi đó. À, để chơi hưởng hả? Này thấy gì điếm lắm nha anh em, điếm thúi lắm. Mình chỉ cần thắng thôi này thôi là mình vô địch. Vô địch hả? 100%, mà còn vô thì thôi mệt. Có banh là bắn, có banh là bắn đùng đùng luôn. Bắn ngoài sao? Bắn ngoài cũng được, nó xúc trên hồi cũng không, nó hở be luôn. Rồi hết mình luôn. Ok. Nãy ai xúc vô vậy? Ngoài nhà đánh đầu vô.